Hello, cả nhà. Đây ăn quả đấy nha. Đại diện quả ngọt như vậy. Cả nhà, đây là cục này. Rồi heo bún. À. Cả nhà xem nhé. Cùng gia đình tôi nói ra. Quả ngọt như vậy. Rồi, mời cả nhà dùng chung nhé. Rồi, bỏ rau vô. À, rồi. Rồi, cộng cái này quá ngon vậy. Mời cả nhà nha, cùng gia đình với nhỏ. Mời đại diện. Phần dừa heo cả nhà, quá ngon cả nhà. Đây quá nhà. À, mẹ nó nhỏ ăn phở này à. Đây bún dừa heo. À. Quá bạch, ba bạch đây nha. Rồi, mời cả nhà xem và ăn cùng nhé. Rồi, mời cả nhà nhé. Đây là bún dừa heo cả nhà. Mời cả nhà. Hãy ăn cùng nha. Ở nhà. Đấy. Có miếng thương quá rồi. Rất nhiều quá hả? Có rồi. Bánh rồi hay ta mời cả nhà nha. Quá mềm. Rồi thì chồng đi công việc bạn kia thì chia sẻ cả nhà xem. Mời nhà nha. Ăn vô heo nha. Mềm quá. Ngon. Có gì? Mấy cái lát Thank you.
Làm tranh được không? Mời này nhé. Quá mệt. Quá rồi. Cái này nha. Cái này nha. Cả nhà. Quá mệt. Để vô là muốn trả ra cái nè. Heo. Vô heo cầm mấy cái đó vậy con á. Ngon. Quá ngon ngon. Mười.
Một phần nữa rồi. Mời nhà nhá, mời nhà. Mềm heo cá luôn hả, quá tuyệt. Ở yên quá anh dò cạp đó nha, mời cả nhà nha. Mời. Quá rõ. Mời cả nhà. Mày. Quá ngon rồi. Bún phở là cạn cả nhà. Video tới đây xin phép kết thúc. Bye bye. Hẹn gặp lại lúc sau.